Phải là hồi nay trời ơi là trời. Đất ơi là đất, tự thì điều nó được. Chúng ta sẽ thiết lập lại căn cứ gạch. Không để cho một cái lượng khí CO2 nào nó lọt trong anh. Đấy. Ok. Tầm 31 cân. Đây vẫn phải cho nó chạy. Điền lên nó bị trục trặc đi à? Điền đấy nó còn cung cấp đi mà. Thế ta sao cái máy bướm đấy nó không đâu? Đây tổng ống khí bị trục trặc. Áp suất khí tối đa. Thăng khí ở đây để bắt buộc tất cả khí CO2 đây là phải đi được áp suất một con 1,6 nữa thế đâu rồi áp suất khí còn cơ khí sắt áp suất khí còn 1,6 lô lô ôi xong đi xin không alo. Ở đây đang bị thiếu này, giờ nên
là phải tiếp cảnh đấy nữa. Làm đây là căng tin này, đây là phòng cháy điện này. Tiếp theo chúng ta cần phải có cái phòng lưu trữ vật liệu. Đây là phòng tắm sông hơi này. Đây, phòng bếp của chúng ta nó bị lấn cận, tại sao nó vẫn chưa ra cái phòng bếp đấy? Đây là 5 cân. Ở đây dày lên một tí. Và tường ở đây cũng phải dày lên một tí. Còn cái lượng khí gas này nó tan ra thì mẹ bị. Dạ, có sức bẩn rất nhiều luôn. Bị cái này ra, chúng ta sẽ xóa toàn bộ cái này đi. Sẽ oxy, sẽ tạo điện. Cái điện bằng xây cái bộ tạch khí này, chúng ta xây mía là cái khí bơm thẳng về đây luôn. Oxy nó cũng về đây, CO2 nó cũng về đây luôn. Oxy bẩn nó cũng về đây luôn. Để đây nó lọc thì oxy bẩn đi. Perfect rồi đúng không?